đã quen với thế giới này chưa? Anh làm cái gì vậy? Anh sai quá rồi đó. Tôi không sai. Tôi sai hồi nào? Tôi đang chán lắm rồi đây. Chán cái gì? Lê Chí Kiệt, tại sao anh có thể đi làm mà say xỉn như vậy được hả? Tôi sai hồi nào? Sao cứ càng làm càng bế tắc như vậy? Tôi phải về tôi gặp ông Mạnh. Tôi phải nói với ông Mạnh để cho tôi nói với ông Mạnh. Anh không có nói với anh Mạnh gì hết á. Anh xỉn quá rồi. Còn ghê, làm gì vậy? Làm gì đó? Anh say quá rồi chị ơi. Nhậu ơi, uống ơi. Anh say quá rồi, giờ mình phải đưa anh về thôi đó chị. Đời có gì vui? Tại sao tôi lại bê Rồi, tôi tự lo được rồi. Về đi. Đó, tôi chán lắm rồi. Bây giờ tôi... Gì vậy? Sao tôi hiếp ổng hả? Giờ xong việc rồi sao ông đi về đi còn đứng đó làm gì? Hay là muốn lên đây ngủ luôn? Chị, giờ ở ngoài cũng đã khuya lắm rồi đó chị. Em không có dám về. Hay là chị cho em ngủ ở đây kéo một đêm rồi sáng mai em về sớm. Vậy ha chị ha, em cảm ơn chị. Mày khùng hả? Đưa điện thoại đây tao gọi taxi cho mày. Lẹ. Thôi chị, chị là bạn của anh Kiệt cũng như là bạn của em. Mình cứ coi nhau như là người trong nhà đi chị ha. Trời ơi, ngủ đây thôi. Rồi ngày mai em dậy sớm, có gì hai chị em mình đi làm chung. Vậy ha chị, cảm ơn chị nha, chị tốt bụng quá. Trời. Ê con kia, mày khùng hả? Mày muốn ngủ mày xuống phòng khách mày ngủ. Ai cho chị, mày ngủ ở đây? Chị, đi chị ơi, nhanh lên. Chị. Trời, nhà của chị mà, tự nhiên em xuống đó ngủ một mình kỹ mồ, lỡ mất chị hả? Em nói thiệt em ngại lắm, thiệt đó mất chị. Mất cái gì tao lo. Mày đi ra khỏi chị, đây. Đi, chị, nhanh lên. Đi. Chị ơi, em nói thiệt em sợ ma lắm, em ra phòng khách em ngủ không có nổi đâu chị. Chị, em nói thiệt á, chị tốt quá thì chị cho em ngủ ở đây nha chị. Em ngủ nha, em mệt lắm rồi đó. Chúc chị ngủ ngon nha chị. Trời. Cũng nạn. Má đó. Trời. Trời. Nhãn đâu trẻ hả? Ngủ rồi. Em làm gì uống nhiều vậy? Hả? Em uống uống nhiều nhưng mà em đâu có sai. Em nói thiệt với anh, em còn rất là tỉnh. Em tỉnh, em nói nè. Đây là số 3 phải không? Em nói thiệt, cái người sai bình thường dơ cái này lên nói số 2. Mà em á là em biết cái này là số 3. Cái này mới là số 2 nè, đúng không? Hello, hello, hi. Đúng không? Được rồi, không sai. Cho nên là anh đừng có nghĩ trong đầu là anh lén phén anh lên giường với con này nghe chưa. Con này là con nào? Con nào ở đây nữa? Cô ra chưa vậy? Mà sao cô lại ở đây? Em nhắc anh rồi đó. Anh mà lén phén hai người mà làm cái gì sau lưng tôi là tôi giết chết hai người nghe chưa? Nghe chưa? Được rồi. Làm gì mà nằm co ro dưới đất vậy? Anh làm gì vậy? Nè nè, tôi nói với anh như thế nào mà anh quan tâm với nó hoài vậy? Hả? Hả? Nói không có sợ phải không? Tôi nói cho anh biết, hai người lén phén làm cái gì á, lén lút làm cái gì sau lưng tôi là tôi giết chết. Tôi giết chết, nghe rõ chưa? Tôi giết chết. Cổ say quá rồi.
Mà tại sao cô ở đây? Sao tôi lại không ở đây? Anh say xỉn ăn nói lung tung, tôi sợ anh khai hết ra đó. Thì ra cô bắt đầu quan tâm đến tôi đúng không? Anh điên quá. Mày đi đâu đó? Con yêu tinh, con khốn nạn, con tí, con sủ, con chuột, con mèo, con trâu. Đủ hết 12 con giáp chưa? Mệt mỏi lắm rồi, em có nín đi không? Muốn anh bỏ đi hả? Nè, chuyện gì? Cậu định bỏ cô rồi sao? Không anh, giờ em không muốn làm cảnh sát chìm nữa. Suốt đời này thằng Trương Hùng nó không xuất đầu lộ diện đâu. Anh điều em đi làm chuyện khác đi. Tôi biết cậu rất là mệt mỏi, nhưng làm việc gì á phải có sự kiên nhẫn. Nếu không, công sức của tôi và cậu 2 năm trời xem như bỏ sông bỏ biển. Tôi đàn em thân tín, anh em ruột thịt với thằng Trương Hùng, còn chưa có cơ hội nhìn thấy mặt nó thì đời nào tới lượt em. Anh biết cô Mai Lâm vừa trà trộn vô nhóm đàn em của chúng làm nội gián. Sao? Anh tưởng là cậu hứng thú hợp tác làm chung chứ? Thì em... Thôi được, nếu như cậu khăng khăng như vậy tôi sẽ không ép cậu đâu. Kể từ ngày mai tôi sẽ báo cô Mai Lâm biết. Mọi thông tin nội gián tôi sẽ lấy từ cổ. À, anh... Thì... Anh cứ từ từ đi đã. Bây giờ em sẽ cố nán lại ở đó một ít thời gian nữa, rồi sau đó mình từ từ tính tiếp. Được không đó? Anh cần em làm việc phải thoải mái, phải có sự tự nguyện. Thì em tự nguyện mà. Chắc không? Chắc. Nhưng anh phải cho em nghỉ phép vài bữa đã, để cho em lấy lại tinh thần. Vậy mới đúng là Lê Chí Kiệt mà anh biết.